luôn nằm trong top những loại phấn nước được ưa chuộng nhất. Điều gì khiến cho Mi Hao Magic Cushion SPF 53 chiếm được trái tim của biết bao tín đồ mê mỹ phẩm vậy nhỉ? Bí mật sẽ được bật mí ngay trong bản tin này. 1. Thương hiệu Mi Hao, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc trực thuộc tập đoàn Able Gourmet, ra mắt thị trường từ năm 2000. Đến nay, Mi Hao đã có mặt tại 32 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với hơn 330 cửa hàng trên thế giới. Các sản phẩm của Mi Hao là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ sản xuất hàng đầu tại Pháp và nghiên cứu về tế bào da cũng như các bí quyết chăm sóc sắc đẹp. Với những sản phẩm chất lượng đi đôi với giá cả hợp túi tiền của đông đảo chị em, Mi Hao dần trở thành một trong những hãng mỹ phẩm được ưa chuộng, đánh giá cao ở thị trường Hàn Quốc cũng như các nước trên thế giới và trong đó có Việt Nam. Năm 2005, Mi Hao đặt chân vào thị trường Việt Nam với các hệ thống trải dài từ Nam ra Bắc. Cho đến nay, Mi Hao đã trở thành một trong những hãng mỹ phẩm Hàn Quốc được sự săn đón nhiệt tình của các phái đẹp. Phấn nước M Magic Cushion SPF 53 từ nhà Mi Hao đã tạo cơn sốt với các tín đồ mỹ phẩm kể từ khi ra mắt và lọt top 14 sản phẩm BB Cushion mang tới làn da hoàn hảo được bầu chọn bởi Total Beauty, một website về làm đẹp khá uy tín. 2. Bao bì, thiết kế. Thiết kế của Mi Hao M Magic Cushion khá gọn gàng, đơn giản nhưng mang lại cảm giác thanh lịch. Phấn được đặt trong một vỏ hộp tròn, làm bằng chất liệu nhựa với viền kim loại màu bạc. Vỏ giấy và hộp cushion đều được thiết kế khá đơn giản cùng tông màu trắng chủ đạo với chữ M, viết tắt của Mi Hao ánh bạc được đặt chính giữa. Các thông tin, mô tả về sản phẩm được ghi bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh trên vỏ giấy. Hộp cushion chỉ ghi các thông tin cơ bản như tên, trọng lượng, phân loại của sản phẩm ở mặt sau. Bên trong em cushion này có gương soi và một miếng bông mút chuyên dụng được đặt trên khay. Sản phẩm có hai tông màu. Màu 21, trắng sáng dành cho da trắng. Màu 23, tự nhiên dành cho da trung bình. 3. Công dụng của phấn nước Mi Hao Magic Cushion có độ che phủ tốt, che lấp được các khuyết điểm trên da, sắc tố che phủ siêu nhỏ, giúp lớp trang điểm bền màu, giữ được tone trong thời gian dài. Bột bò giòn giúp tạo lớp nền mỏng nhẹ, bền chắc mà không bị, đem lại một làn da mềm mịn. Có khả năng cấp ẩm và làm dịu da khi sử dụng. Chỉ số chống nắng SPF 53 giúp bảo vệ làn da khỏi tác động xấu từ ánh nắng mặt trời. 4. Thành phần. Sản phẩm có các thành phần chính bao gồm Titanium dioxide, octinoxate có tác dụng chống nắng, bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, bột silica, BA giúp hấp thụ mồ hôi và bã nhờn, giữ cho lớp trang điểm được bền màu mà không bị xuống tone. Nước cây tre cung cấp độ ẩm, hạ nhiệt và giúp da tươi mát. Chiết xuất quả cây bao ba cấp nước, giữ ẩm, giảm thiểu tình trạng mốc mặt do thiếu độ ẩm. Chiết xuất cây phỉ có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông, tăng cường độ ẩm và làm mát da. Ngoài ra, Mi Hao Magic Cushion còn chứa một số thành phần như water, lopentasilosane, chimethisilosisilicate, glycerin, phen, 8-dimethicone, butylene glycol, anoxyge, dioxyphenylene glycol, oxygen và các he do. 5. Ưu nhược điểm, ưu điểm, khả năng che phủ khá đối với làn da ít khuyết điểm. Tạo lớp nền mịn mượt, tự nhiên, hạn chế khô da hay mốc nhờ các thành phần cấp ẩm khá hiệu quả. Khả năng kiềm dầu và giữ tone khá ổn trong nhiều giờ liền. Chỉ số chống nắng cao, bảo vệ da khỏi các tia cực tím, thích hợp dùng trong thời tiết nắng nóng. Giá thành phù hợp với túi tiền, tiết kiệm và dễ sử dụng. Nhược điểm, hơi ít tone màu để lựa chọn cho phù hợp với màu da. Có mùi hương liệu nhẹ, các bạn nhạy cảm với mùi hương có thể không phù hợp. 6. Trải nghiệm của bản thân. Thiết kế của sản phẩm không có gì đặc biệt so với các loại cushion khác. Tuy nhiên nó đem lại cho mình cảm giác khá dễ chịu, nhẹ nhàng mà rất tinh tế. Chất liệu nhựa nhưng cầm cũng chắc tay và khá phù hợp giá thành. Gương và bông phấn đi kèm dùng khá ổn, bông phấn mềm mịn và dễ sử dụng. Da mình khá trắng nên mình lựa chọn tông số 21 dành cho da sáng. Dù là tone sáng nhưng màu này của Mi Hao không trắng như đại đa số các cushion khác. Do vậy, các bạn sẽ không cần quá lo lắng việc da mặt bị trắng quá khi sử dụng em này nhé. Chất kem của em ý khi apply lên mặt hơi mát một chút, khá mướt và bóng nhẹ kiểu trong veo. Về độ che phủ, những khuyết điểm cơ bản của da đều được che phủ khá ổn. Dậm thêm 1-2 lớp phấn thì độ che phủ sẽ cải thiện hơn. Lớp nền trên da mỏng và nhẹ, vì vậy bạn không cần lo bí hay nặng mặt khi dậm thêm vài lớp nha. Đối với làn da nhiều khuyết điểm hay có mụn đỏ thì mình nghĩ Mi Hao Magic Cushion sẽ khó có thể che hết hoàn toàn. Tùy vào điều kiện thời tiết và môi trường, tone màu da mình sẽ xuống một chút và có một chút bóng dầu ở vùng chữ T sau khi sử dụng cushion khoảng 3-4 tiếng. Xét về độ kiềm dầu, sản phẩm này kiềm dầu ở mức độ khá, có thể dùng thêm phấn phủ thì sẽ hiệu quả hơn. Bù lại, da được cấp ẩm nên không bị quá khô hay mốc mà da luôn có cảm giác mềm mướt sờ rất đã. Một trong những điều mình khá thích ở sản phẩm này là có chỉ số chống nắng cao ngang ngửa với các loại kem chống nắng chuyên dụng.
thích hợp dùng trong điều kiện nắng nóng. Khi cần ra ngoài gấp mà không có thời gian thoa lại kem chống nắng, mình chỉ cần dùng cơ sần dặm lại nhẹ nhàng cũng đủ xài rồi đó. 7. Các câu hỏi thường gặp. Sản phẩm này có thể mua ở đâu? Bạn có thể mua sản phẩm này tại link dưới video nhé. Sản phẩm này có giá bao nhiêu? Chỉ cần chưa tới 150k là bạn có thể sở hữu một em cơ sần sang xịn mịn rồi đó. Bạn nghĩ sao về một em cơ sần vừa mang lại lớp nền mỏng nhẹ, tự nhiên mà vẫn che được khuyết điểm và chống nắng hiệu quả? Mihama Magic Cushion quả là một sản phẩm đa z y năng rất đáng để thử phải không nào?